Anh em nào thấy chậm, có thể tăng lên 1.5, 2 chấm. Có thể nghe hay hơn. Link full bộ bỏ dưới phần mô tả. Thánh Kỵ Sĩ 28. Anh Chu Nghị, sau này em có thể đến chỗ anh vút về Tiểu Khôi không? Lúc nào đến cũng được. Đợi đã, cứ hình như là Chu Nghị, toàn sinh viên xếp hạng nhất. Chu Nghị, người được hiệu trưởng Vương Hy nhận làm đệ tử độc quyền. Nghe nói cậu ấy còn được thưởng huân chương công hiến vàng đó. Liễu Trị Học vẫn luôn ý lại là người nhà họ Liễu mà làm khùng làm điên. Lần này cuối cùng cũng bắt được thớp rồi. Nhường một chút, làm ơn nhường một chút đi. Ôi chào, Liễu Võ Thánh Giá Lâm đây à? Đây là để chống lưng cho em trai à? Đại ca, anh nhất định phải chủ trì công đạo cho em đó. Bọn họ, cái thứ vô dụng, mày có biết một tân sinh viên nhận được huân chương công hiến vàng có ý nghĩa gì không? Người khác có thể tha cho mày, coi như mày may mắn. Sau này đừng ở đây làm người khác ngứa mắt nữa. Quýt càng xa càng tốt cho tao. Mình rốt cuộc đã làm cái gì? Lại chọc giận một tồn tại kinh khủng như thế. Quả nhiên là tộc Phong Lan sơ sinh sử thi giai. Còn bởi như vậy mà có thể vận dụng năng lực hợi gió theo bản năng rồi. Hiệu quả của thuốc Phúc Linh còn chưa tan hết, lẽ nào là cái chuyện may đến? Xin chào, bạn học Chu Nghị, tôi là Triệu Thịnh, đến từ quân đoàn Bạch Thiết Long. Đây là vật liệu tự nhiên cấp S thiên tài địa bảo mà quân đoàn Bạch Thiết Long đã hứa tặng cho cậu. Cực hàng băng liên, xin mời nhận. Bạn học Chu Nghị, nếu cực hàng băng liên đã giao đến tay cậu, vậy tôi về quân đoàn nhận lệnh đi. Đi thông thả, phiền anh cảm ơn đoàn trưởng và phó đoàn trưởng của anh giúp tôi. Không ngờ hiệu quả làm việc của quân đoàn Bạch Thiết Long lại cao như vậy. Mình rời khỏi Cuồng Phong Sơn mệnh còn chưa đầy 3 ngày đã mang đến cho mình rồi. Cực hàng băng liên cuối cùng cũng vừa tay. Chỉ cần liên thành cực hàng đan, nguy cơ hiếp mạch thức tỉnh của Tiểu Vân có thể dễ dàng giải quyết. Đang giờ cấp ít cực hàng đan, sau khi cùng cực hạt đan có thể cộng hưởng với nghiên tố băng thu hút càng nhiều năng lượng nghiên tố băng. Để nhanh tốc độ tu luyện, đồng thời có thể tăng đáng kể mức độ thức tỉnh hy mạch hàng băng của người dùng. Chúng tôi đã hẹn luyện đan sư cấp 9, thầy Hà Điền cho bạn. Vì nguyên liệu và bảo mật cần thiết để luyện chế thiên tài địa bảo cấp S là vô cùng quý giá. Xin vui lòng đến bộ phận đan dược để tiến hành thảo luận chi tiết. Sản sinh cộng hưởng, thu hút cần nhiều năng lượng nguyên tố băng, để nhanh tốc độ tu luyện, đồng thời có thể tăng đáng kể cơ hội thức tỉnh huyết mạch hàng băng của người sử dụng. Nếu không thể đặt trước ở trên mạng, xem ra cậu phải đích thân đến bộ đan dược một chuyến rồi. Đan đạo tổn trưởng, xin chào, cho hỏi thầy Hà Điền có ở đây không? Tôi đến tìm ông ấy luyện chế đan dược. Thầy Hà Điền đi họp rồi, tôi là học sinh của ông ấy, là mày. Anh muốn luyện chế loại đan dược nào? Nếu có vấn đề gì, tôi có thể trả lời cho anh trước. Đan dược cấp S, cực hàng đan. Thiên tài địa bảo cấp S cực hàng băng liên, còn có băng lăng thảo cấp A. Xem cái dáng vẻ tân sinh viên của anh, sao lại có nhiều thiên tài địa bảo quý hiếm như thế? May mắn mà thôi. Nếu anh đã xem chuẩn bị xong cực hàng băng liên và băng lăng thảo, chỉ cần bù thêm 800, học cái phần làm chế tạo đan dược cấp S là được rồi. Anh để lại phương thức liên lạc cho tôi, một khi thầy luyện chế xong cực hàng băng, tôi sẽ thông báo cho anh đến lấy ngay. Được thôi. Cậu có biết không, gần đây có nhiều nơi phát hiện sinh vật dị giới đấy. Thật à? Cậu nghe nói chưa?
Gần đây có nhiều quân đồn và công hội đều bị chuyển về từ tiền tuyến. Bọn quân đồn của tôi tiết lộ đấy, nói là vì các trung hỏa quốc dường như đồ phát hiện ra tung tích của sinh vật dị giới. Xem ra tin tức sinh vật dị giới xâm nhập đã được lan truyền khắp nơi rồi. Chú Nghĩ, Tống Hải Lan, cậu cũng học ở lớp này à? Tất nhiên, giáo viên hướng dẫn của tôi là viện trưởng Ngô Mạn đấy. Xem ra chúng ta sau này là bạn cùng lớp rồi. Bạn học chú Nghĩ, sau này mong sẽ chỉ giáo nhiều hơn. Mong chỉ giáo nhiều hơn. Cậu giỏi như thế, trông chờ tôi đến vậy cậu, dường như là không thế nào. Nhưng sau này nếu có gì cần giúp đỡ, cứ nói là được. Chào các em, cô là Tô Mỹ. Sau này cô sẽ phụ trách giảng dạy cho các em về môn học ma thú. Nhưng trước khi chính thức lên lớp, có phải thông báo quan trọng muốn nói với các em này. Đúng như lời đồn nói, trong Trung Hạ Quốc quả thực xuất hiện có nhiều sinh vật dị giới quy lớn vào. Cho dù những sinh vật dị giới này không phải rất mạnh, quốc gia rất quan trọng đối sự xuất hiện của chúng. Đối mặt với uy hiếp tiềm ẩn, quân đồn Trung Hạ Quốc đã tiến vào trạng thái chuẩn bị cấp 3 rồi. Đồng thời các tài nguyên của trường học lớn cũng đầu tư gấp bội. Vì thế, Đại học Tô Hạng chúng ta mỗi tháng đều phân bổ nguồn tài nguyên cho sinh viên theo thứ hạng tăng 70%. Đồng thời, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trường học giao, các em sẽ nhận được học phần phong phú hơn trước đây nhiều. Quyền hạn của chế độ thâm niên của ba pháp vãn lớn ở trường học sẽ mở. Nhưng cần các em dùng học phần để mua ma thạch thâm niên để mở khóa. Quốc gia phát tài nguyên số lượng lớn, đây là họ quyết tâm để bồi dưỡng cường giả bằng mọi giá đây mà. Cuối cùng cũng mở ra chế độ thâm niên. Như vậy tôi sẽ nhận được càng nhiều tài nguyên hơn rồi. Ngay cả học phần phần thưởng của nhiệm vụ cũng được nâng cao. Xem ra trường học có hành động lớn đấy. Các em, mong các em bình tĩnh lại tâm trạng kích động của mình. Cho dù tài nguyên có điều chỉnh như thế nào, nhưng thân là học sinh, các em chỉ cần chuyên tâm và bồi dưỡng năng lực mạnh hơn là được. Xem ra không chỉ có mình đang tiến bộ, cô giáo Tô cũng mạnh hơn lần đầu gặp nhiều. Được rồi các em, chúng ta bắt đầu bài học hôm nay. Lật sách đến trang. Hôm qua tôi đã thách đấu boss ân ngục tối Golin, cuối cùng lại bị phản sát lãng phí hàng trăm học phần. Ai bảo cậu thách đấu cấp độ ác mộng, bây giờ khó chịu chưa? Ôi, ai mà ngờ boss ở cuối lại khó đối phó như thế. Bây giờ mình đã đến cấp 19 rồi, cực hạn băng liên cũng có hy vọng không còn phải tiến vào sân mạnh cuồng phong nguy hiểm nữa. Mà phá bản ngục tối vô liên cấp thâm yên chính là cái nơi lý tưởng để mình nhận được kinh nghiệm thăng cấp. Tiểu nhiên, xem lại đến đây. Anh chú nghĩ, nghe nói phần thưởng qua cửa của ba pháp bản của trường học cũng sẽ tăng. Em muốn mời anh cùng đi thử. Quá trùng hợp, anh cũng đang có ý này. Anh chú nghĩ, anh chuẩn bị thách đấu độ khó nào? Cấp thâm yên, em thì sao? Cấp thâm yên, quả thật quá khó. Em và anh có khác biệt lớn lắm. Thực lực của em chỉ là cái thử thách đấu độ khó cấp khó thôi. Không sao, để anh qua được cấp thâm yên, anh là em lập đội thách đấu lại lần nữa. Vậy chúng ta quyết định thế nha. Anh chú nghĩ, em đi thử độ khó cấp khó trước đi, anh cố lên nhé. Được, em cũng chú ý an toàn. Trì Minh Hiên, sao cậu ta lại đến đây? Lâu lắm chưa nhìn thấy cao thủ cũng đến thử thách phó bản đó.
Cậu không biết à, là mới kỷ lục thông quan của phó bản cấp Thâm Yên là có thể nhận được giải thưởng thành tựu thiên phú. Lấy là thật kỳ, không có cơ ngộ đặc biệt thì không thể có được thành tựu thiên phú. Chẳng trách Trì Minh Hiên lại vội chạy đến đây. Trì Minh Hiên, ngân nghiệp pháp sư cấp bậc cấp 23 trên tự bản đốc 86. Nhàm chán, mình còn phải tranh thủ thời gian đi thách đấu phó bản cấp Thâm Uyên nữa. Phó bản ngục tối Golem độ khó cấp Thâm Uyên cấp bậc hạn chế cấp 17 đến 21. Chú nghị, cấp 19 thánh kỵ sĩ phù hợp yêu cầu, được vào. Chú nghị, đó không phải là toàn sinh viên hạng nhất sao? Nhưng thánh kỵ sĩ cấp 19 mà cũng dám thách đấu độ khó cấp Thâm Uyên, đúng là không biết trời cao đất dày mà. Không biết tự lượng sức, 400 điểm học phần của cậu ta y là ném ra ngoài cửa rồi. Xem ra điều chỉnh tài nguyên khiến một số người tự tin quá mức rồi.